Lần số 3. Hướng đạo sinh có bổn phận giúp đỡ mọi người. Lần số 4. Hướng đạo sinh là bạn của mọi người. Và con hỏi hướng đạo sinh khác như anh em ruột thịt. Lần số 5. Hướng đạo sinh lễ độ và liên kết. 6. Hướng đạo sinh yêu thương các sinh vật. Điều lần số 7. Hướng đạo sinh vâng lời cha mẹ huynh trưởng và không bị bắt. Điều lần số 8. Hướng đạo sinh gặp khó